Không có âm thanh khi kết nối TV với loa sao 3, âm thanh bị vỡ. Cách kiểm tra. Kết nối không dây. Nếu bộ định tuyến không dây đặt quá gần loa Bluetooth, chất lượng âm thanh sẽ bị ảnh hưởng. Đặt loa Bluetooth càng gần TV càng tốt và đảm bảo bộ định tuyến không dây không quá gần loa Bluetooth. Khi bộ định tuyến sử dụng giải tần số 5 GHz sẽ giảm thiểu sự gián đoạn. Kết nối HDMI, ARC, EARC. Kết nối TV và sao 3 qua cổng HDMI, ARC, EARC chứ không phải cổng HDMI khác. Nên sử dụng cáp được chứng nhận. Lỗi kết nối có thể xảy ra khi sử dụng cáp HDMI không được chứng nhận. Bấm home trên điều khiển từ xa. Chọn menu. Chọn cài đặt. Chọn tất cả cài đặt. Chọn âm thanh. Chọn cài đặt chuyên môn. Chế độ HDMI, EARC được đặt thành tự động. Đảm bảo rằng định dạng âm thanh đầu ra kỹ thuật số được đặt thành chuyển qua.